Vâng, em xin chào các bác. Đấy. Nên em có tiếp một cái con cục công suất của Panasonic nha. Con này là con mã là con SAAK17. Đấy. Cục công suất size trung, phục vụ các bác nào mà chúng ta cắm máy tính điện thoại nghe nhạc. Đấy. Đấy. Size trung đương nhiên nó sẽ to hơn, hoành tráng hơn size công suất mini rồi. Đúng không ạ? Đấy. Bằng chứng là các bác nhìn đây. Đấy. Con này thì kích thước của nó sẽ to khủng bố hơn. Đấy, với cái kích thước như sau. Đấy. Đấy, con này thì kích thước chiều ngang của máy là đi 27 cm này. Cục của máy cao là 33 và sâu là đi 27 cm nha. Đấy. Đấy, bọn này thì được rất nhiều các bác yêu quý này, bởi vì là nó ở trên cái mặt máy của nó là nó có cả chỉnh cái quay laser rồi các bác nhé. Với các chế độ tùy chọn và chế độ tùy chỉnh. Đấy, tùy chọn là các cái chế độ mà nhà sản xuất người ta đã chỉnh sẵn đấy, và mình chỉ việc chọn các chế độ đó để nghe, và có một chế độ tùy chỉnh để mình tự chỉnh bát tép và chung theo ý muốn của mình đấy. Con này thì như các bác thấy ở đây là nó vẫn đang lên điện bình thường nhá, lên điện bình thường luôn. Và cái con này thì em bán là không, em bán là bao chạy công suất để về các bác cắm máy tính điện thoại nghe nhạc đấy. Còn đâu là cái chức năng CD của nó có ra vào đấy, nó vẫn có ra vào đây, nhưng mà cái mắt của nó chắc lâu ngày nó không đọc đĩa rồi, em có thử test nhưng mà không thấy đĩa đọc, báo no disc nhá. Đấy, và em bán này này để về các bác là cắm máy tính nghe nhạc này qua cổng AUX MD ở đằng sau đây. Đây, cổng AUX MD đây nhá. Đấy, cổng này thì các bác ấn vào, thì các bác muốn nghe nhạc có cổng này, các bác ấn AUX MD chuyển nó sang cổng AUX. Đấy, thế là được thôi. Đấy, có nhìn không? Đấy, và con này nó sẽ có khá nhiều các cái chế độ đèn dâng khác nhau để các bác là tùy chỉnh nha. Đây ví dụ cái đèn chế độ đèn dâng vòng vòng hay dạng vòm như này. Đấy, hoặc là cái chế độ như này từ bên ngoài và vòng ra. Đấy. Rồi nó sẽ quay vòng vòng này. Quay vòng vòng. Đấy. Không có chỉnh, không có đèn nháy nha. Đấy. Đấy nha. Đấy. Con AK17 này nhá thì được sản xuất trực tiếp tại Nhật. Rồi máy hay cũng 599. 599 nhá. Công suất 71W đến 100V. Đấy, nó có cổng cắm 3 điện thoại đằng sau đây nhá. Các bác lưu ý cho em đây, điện 100V đừng ai cắm nhầm nhá. Đấy. Đây thì equalizer có chỉnh ở đây này. Nhà xoay cũng này nhá. Có chế độ là flat này, clear này, PV này, flat là chế độ mặc định này, EQ là các cái kiểu dạng này. Các chế độ khác nhau nha các bạn. Đẩy cái nút này lên này, có nhìn này, có các cái đèn nó chạy chạy theo không? Đấy. Đấy, thì nó sẽ nằm ở các cái chỗ shop siếc còn nai sáp gì đấy nhá. Cái này thì em cũng không hiểu cái này lắm, chung là thay đổi thì nó sẽ khác đi nhé. Đấy. Thì đây là EQ. Xoay tiếp nó ra chế độ manual. Đây chính là chế độ tùy chỉnh cho người dùng nhé. Đấy, ví dụ này. Có thấy không? Đây nhá. Nút này dùng nút này gảy lên thì sẽ là tăng là bass này. Gạt về là giảm này. Đấy, tiếp này. Các bạn nhìn thấy cái đèn nháy nháy không? Đấy nhá. Thì hai cái đèn này sẽ là giải bass nhá. Các bạn thích nghe nhiều bass thì sẽ đẩy cái giải lên. Ở giữa đây là giải trung là cái tiếng ca sĩ, có thấy không ạ? Tăng lên nó sẽ tăng giải tiếng ca sĩ, đây là giảm về giảm tiếng ca sĩ đi này, đây là tính chép này. Đấy. Đẩy lên là chép tăng này, đây cũng là tép này. Có thể chỉnh bass tép chung theo ý mình. Đấy. Đấy. Dưới này thì có cái chế độ, nó có cái băng cassette này. Đấy. Nhưng mà cái băng cassette này thì chắc là về sẽ cần phải vệ sinh nha. Đây, có nhìn cũng bằng một khoảng đây đấy. Thì cái cassette này nói chung là bây giờ ít người chơi nên em cũng xin phép em không không can thiệp vào cái cassette này nhé. Về các bác là thích cần cassette thì có thể tự vệ sinh và tự kiểm tra xem nó còn trong cái không nhé. Đấy, em bán cái này em chỉ bao
sẽ cung cấp để về các bác cắm máy tính điện thoại nhà đấy. À, con này thì mình nghe nhạc từ máy tính điện thoại ra qua cổng tai phone nhé. Và giá của con này là đi 950.000, thì bác nào đang có nhu cầu mua thì hãy cho bên em nhé. Cái đời máy này chủ yếu về cả máy tính điện thoại nghe nhạc thôi, còn cái mắt CD của nó gần như là 10 con thì 9 con nó sẽ không đọc, một con nó có đọc. Và sau này nó hỏng thì nó thật là cũng không có mắt để thay. Cái mắt của nó cũng là dạng mắt từ lâu lắm rồi, không còn mắt ở trên thị trường nữa. Đây cái này em bán là em 3 triệu công suất rồi. Ngoài ra con này có FM nha, đây FM. Và FM của nó reset và manual, có manual này. Đây. Thì con này nó có FM 1.8 các bác nha, này có nhìn thấy không? Đấy, FM 1.8. Thì mình muốn dò đài thì mình sẽ phải đấu cái anten vào đây. Các bác có anten thì các bác đấu vào nhé. Ở đây là em có cái dây loa rồi. Em đấu cái dây loa và em thử xem có bắt được đài hay không nhá. Lấy chồng lấy vợ. Ôi vẫn bắt được bình thường các bác ạ. Đây nha, nút bắt đài ở đây nhá. Cái này là cái để dò đài nhá. Nút hai nút này dò lên dò xuống. Còn đương nhiên là cái này mình sẽ phải có một cái dàn anten. Đấy. Nhá. Không hiểu tại sao nhưng mà em cho cái tay vào đây thì nó lại dò tốt hơn. Chả hiểu. Đấy. Đấy nha, vẫn dò được đài nhá. Ở đây là FM vẫn chạy bình thường. Đấy. Còn đây muốn chuyển về máy tính điện thoại AUX MD. Nó sẽ có hai chế độ nha. Chế độ AUX Normal và chế độ AUX 2. Thì chế độ 2 là chế độ kích tiếng nên nó sẽ to hơn. Đấy, các bạn thấy không? Cùng một mức âm lượng nhưng mà nó sẽ to hơn. Đấy nha. Thì tùy các bác để thế nào để nhá. Nhưng em nghĩ em sẽ để 2. Em sẽ để 2 nghe cho nó to. Thì đây là con có công suất AK17, giá là 950. Bác nào đang có nhu cầu mua liên hệ sớm theo em theo số điện thoại là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581 giúp em. Em xin chào các bác. Vâng.